Xin chào mọi người, như thường lệ trên kênh em luôn để số điện thoại chủ nhà ở đây cho mọi người liên hệ trực tiếp. Trước khi xem video, mọi người ủng hộ em một like và một subscribe để giúp kênh được phát triển hơn. Em xin cảm ơn và chúc mọi người tìm được căn nhà ưng ý. Căn nhà ngày hôm nay ở hẻm 410 đường Cách Mạng Tháng 8 bên quận 3. Nhà chúng ta ngay vị trí trung tâm thành phố nên xung quanh có rất nhiều tiện ích như là trường mầm non 13, hiệu thuốc Pharmacity, cửa hàng tiện lợi WinMart, ngân hàng ACB, cửa hàng thực phẩm Coop Food, bệnh viện đa khoa 136, chợ Hòa Hưng, cửa hàng tiện lợi Bismarck, bệnh viện mắt Sài Gòn, cây xăng, trung tâm văn hóa Lan Anh. Căn nhà ngày hôm nay có địa chỉ là 410/28 đường Cách Mạng Tháng 8 ở quận 3. Trước nhà thì rộng rãi, xe hơi đến được tận nhà. Nhà chúng ta cách mặt tiền chỉ khoảng 50 m là tới. Mức độ xây dựng của các nhà xung quanh là 5 tầng. Khu vực nhà cao tầng, hẻm an ninh dân trí cao. Trước nhà thì không có lỗi phong thủy như là cống hay cục điện gì cả. Nhà có diện tích là ngang 3, dài 16m2, kết cấu là 3 tầng, nhà hướng Tây Bắc. Nhà có chừa sân để xe, hiện trạng là nhà trống, có thể giao dịch và bàn giao nhà bất kỳ lúc nào cũng được. Còn bây giờ thì em mời mọi người xem nhà. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna